Hành trình chinh phục chiếc vương miện cao quý của cuộc thi nhan sắc bậc nhất thế giới Miss Universe của đương kim Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân đang đi vào giai đoạn chạy nước rút với những buổi kiểm tra kỹ năng giả định vô cùng căng thẳng trong series Road to Miss Universe 2020. Kỹ năng catwalk và thần thái là bài kiểm tra giả định đầu tiên trong hành trình. Khánh Vân, trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019, đã từng được khán giả biết đến bởi những thành tích vô cùng xuất sắc như giải bạc siêu mẫu 2018 và giải thưởng Best Catwalk tại Miss Universe Việt Nam 2019. Với những kinh nghiệm người mẫu chuyên nghiệp sẵn có, Khánh Vân được đánh giá là một trong những Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam có kỹ năng catwalk vững chắc và thần thái. Liệu với áp lực hiện tại khi đã trở thành đại diện của Việt Nam tại Miss Universe, Hoa hậu Khánh Vân sẽ có phần thể hiện như thế nào trước hai vị giám khảo vô cùng khó tính, siêu mẫu Vũ Thu Phương và siêu mẫu Võ Hoàng Yến? Đón xem Road to Miss Universe 2020 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Miss Universe Việt Nam và 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng Vion. Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân mang số báo danh 202. Cô tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh tiếp theo Nguyễn Trần Khánh Vân, số báo danh 202. Thí sinh tiếp theo được lọt vào top 10, thưa quý vị. Số báo danh 202, Nguyễn Trần Khánh Vân.